Xin chào quý khán giả của Carolina TV tuần lễ thứ ba tháng giêng năm 2020 những lưỡi rắn bò ra từ đồng tâm nhà báo phạm Trần Biên soạn Trần Hưởng Lược trình và Carolina TV thực hiện Thưa quý vị, cuộc hành quân của lối 3.000 công an và quân đội vào thôn Hoành, xã Đồng Tâm gần thủ đô Hà Nội lúc 4 giờ sáng ngày 9 tháng Giêng 2020 đã để lại vết nhơ rõ nét của một nhà nước nguy ngôn lưỡi rắn độc và không ngại dùng bạo lực dù dã man tàn bạo để giữ quyền lợi bất chính của mình. Nạn nhân của những kẻ ăn gian nói dối không còn xứng đáng là lãnh đạo của cả hệ thống chính trị cường quyền trong vụ đồng tâm gồm có cụ Lê Đình Kình, người đứng đầu nhóm đồng thuận bảo vệ 59 mẫu đất nông nghiệp và ba công an tấn công vào nhà cụ Kình. Trong khi cụ Quỳnh 84 tuổi có 60 tuổi đảng, nguyên huyện ủy viên và nguyên bí thư đảng bộ xã Đồng Tâm chưa hề trong đời bị kỷ luật đảng, đã bị công an vu khống cấu kết với thế lực lưu vong bên ngoài để chống đảng và tư lợi thì nhà nước lại vội vã vinh danh ba công an tham gia tập kích cụ kình nhưng ba công an gồm Thượng tá Nguyễn Huy Thịnh, phó trung đoàn trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an, thiếu úy Dương Đức Hoàng Quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động Bộ Công an và trung úy Phạm Công Huy, phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Hà Nội, thiệt mạng ở đâu? Ban đầu Công an đưa tin ám chỉ như cả cụ kình và ba công an đều chết ở khu vực đang có thi công xây dựng tường rào ở khu đồng xanh cách nhà cụ kình ít nhất ba cây số tiếp tay cho tin bịa đặt của công an đài tiếng nói việt nam cũng phụ họa dư luận bàng hoàng căm phẫn và mong muốn các cơ quan chức năng sớm xử lý nghiêm minh các đối tượng mạo danh nhân dân để sát hại một cách dã man ba chiến sĩ công an vân vân. Nhưng khi bị chất vấn tại sao lại xây tường vào ban đêm và có thật là dân đã tập trung chống người thi hành công vụ lúc 4 giờ sáng. Khi thực tế dân đang ngủ trong nhà thì công an lại đổi giọng để di chuyển vụ gây ra án mạng bốn người từ Đồng Xanh về nhà khu nhà Cụ Kinh ở thôn Hoành. Thứ trưởng Bộ Công an Trung tướng Lương Tam Quang nói với báo chí sáng ngày 14 tháng riêng 2020 rằng trong quá trình truy đuổi đối tượng trực tiếp cầm lưu đạn chạy về nhà Lê Đình Chức và sang nhà ông Hợi, đã có một tổ công tác gồm 3 chiến sĩ bị rơi xuống hố kỹ thuật với chiều cao 4 m Ngay lập tức các đối tượng đã đổ xăng và đốt các chiến sĩ dưới sự chỉ đạo của Lê Đình Kỳnh, vân vân. Thế nhưng đến chiều cùng ngày 14 tháng Giêng 2020, tại lễ phát động phong trào gọi là học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của ba công an trong quá trình làm nhiệm vụ tại thôn Hoành, ông tướng Lương Tam Quang lại nói khác rằng tổ công tác đã truy đuổi triển khai bắt giữ các đối tượng tiếp tục tục sử dụng bom xăng gạch đá tuyếp sắt dài 2 mét có gắn lưỡi dao đâm vào tổ công tác khiến ba cán bộ công an bị thương rơi xuống hố giữa nhà Lê Đình Hợi và Lê Đình Trức các đối tượng đã ném bom xăng đổ xăng xuống hố phóng hỏa khiến ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh v v đáng chú ý là tên người chỉ đạo tấn công lê đình kình không còn trong lần cáo buộc này như hồi sáng nhà văn đại tá phạm đình trọng đã nghi vấn rằng nhưng các tướng công an ở sở chỉ huy trận đánh đưa thông tin về ba cái chết mà không có nổi một tấm hình đủ sức thuyết phục, đủ sức chứng minh xác thực về cái chết của công an ở Đồng Tâm dạng sáng ngày 9 tháng Giêng 2020. Công an hoàn toàn làm chủ tình thế, làm chủ diễn biến trận đánh mà có tới ba sĩ quan công an cấp tá, cấp úy nối nhau lao xuống hố kỹ thuật chết thảm thì kỹ năng nghiệp vụ của những sĩ quan công an đó quá tồi dẫn đến cái chết quá lãng nhách, không đáng vân vân. Nhưng trước mắt đảng và chính phủ thì những cái chết tâm thương ấy vẫn xứng đáng được vinh danh là liệt sĩ. Cho nên chỉ sau không tới 24 giờ, tức ngày 10 tháng Yên, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất cho ba cán bộ chiến sĩ công an nêu trên đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Trái với quan điểm một chiều của đảng, Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang, người đã về đồng tâm nhiều lần thảo luận vụ tranh chấp 59 mẫu đất với cụ Lê Đình Kình, đã lên tiếng trong bài viết của ông phổ biến trên Internet ngày 22 tháng Giêng 2020. Ông Quang quả quyết thế này tôi khẳng định đảng cộng sản việt nam đã phạm sai lầm cực kỳ nghiêm trọng khi quyết định sử dụng bạo lực thay đối thoại ôn hòa hoặc tranh tụ pháp lý trước tòa dẫn đến một kết cục đẫm máu cho cả hai phía gây chia rẽ trong xã hội và làm ly tán lòng dân vân vân sao các người có thể tàn ác như vậy với đồng chí của mình một đảng viên chưa hề bị kỷ luật đảng một công dân chưa có tiền án tiền sự và chưa bị kết án là tội phạm trước bất cứ tòa án nào đây chính là sự tàn độc dã man thú tính không còn tính người liệu những lời ta thán và lên án gây gắt đảng và nhà nước của đại tá quang có đánh thức lương tâm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng không hay cũng chỉ là nước đố đầu vịt như đã xảy ra với những lãnh đạo cộng sản đã